Xin chào anh chị mình, buổi sáng hôm nay chủ nhật ngày hôm nay em có lên chị mình hàng ba bê với hàng cái xác nha anh chị. Thì ba bê đầu tiên này á, thì xác mặt xác lưng thì đóng nghiêm chỉnh ha, lưng đôi vai đôi mông đít thì đít muối nha anh chị. Bò này á, thì cu giái ha, về giò cẳng thì bò này tình trạng là ok hết nha anh chị nha. Chân cẳng thì móng sò không có đặt lỗi bú giò bú cẳng nha anh chị. Con này thì ba bê đen ha, hai con này đều ba bê đen hết nha anh chị. Đó thì cái con đầu tiên này thì em đo ngay xé lưng á, thì nó cao là 1m19 bò ha. Đó rất là lực bò nha anh chị. Thì hai con này á, thì nó nằm khung là 13 đến 14 tháng tuổi nha anh chị. Đó dạng bọng thì hai con đều đã có sẵn hết rồi ha. Thì hai con ba bê này á, thì nó thuộc về ba bê mẫu già già nha anh chị. Thì anh chị mình mà muốn mua hai con bò ba bê mẫu già này á, thì anh chị liên hệ cho em nha. Để em quay cái dàn lưng cho anh chị mình coi lại nè. Lưng thì lưng đôi có rỗng nha anh chị, tại bò này nó lực nó mới có rỗng ha. Vì hai con bò này á, thì là bò gieo phối nha anh chị nha. Đó bò gieo phối da đen nha. Đó anh chị mình coi hai con thì con nào cũng lực hết nha anh chị. Đó đòn dốc đều dài, xương cẳng đều lớn hết nha. Đó da đen rất là đẹp bò nha anh chị. Hai con này thì nó nằm khung là 13-14 tháng mẫu ba bê già nha. Đó anh chị mình đem về nuôi thúc thì nó mau lớn lắm nha anh chị. Cỡ này là mình nuôi là nó mau lên cực kỳ nha. Đó anh chị mình coi nè. Đó đồng dốc đồ rất là dài ha. Bây giờ thì em xem em quay cái con số 2 cho anh chị mình coi ha. Con số 2 này thì xá tích thì nó cũng đóng nghiêm chỉnh hết nha anh chị. Đó anh chị mình coi nè. Đầu cổ đồ xá lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Con này mông đít muối nha anh chị coi nè. Đó thấy không? Lưng thì lưng đôi nha anh chị. Con này thì nó cũng nằm khung là 13-14 tháng tuổi nha anh chị. Con này thì mặt mày nó có đầu bông ha. Đó, giò cẳng cu giái rồi nghiêm chỉnh hết. Con này thì em đo ngay xé lưng á, thì nó cũng cao là 1m19 bò ha. Đó, 1m19 bò hết. Nằm khung là 13-14 tháng ha. Dàn bọng thì cũng đã có sẵn hết rồi nha anh chị. Da đen ha. Đó, thì cái cặp 3B đầu tiên này thì em bán cho chị mình là 41 triệu nha. Đó 41 triệu anh chị mình sẽ chốt được cái đồ bò đực ba bê da đen đầu tiên này nha. Đó thì anh chị mình mà thích nuôi cái mẫu ba bê già về nuôi vỗ béo á, mau lớn á, thì anh chị mình liên hệ cho em ha. Đó 41 triệu nha anh chị. Đó để tiếp tục cái hình ảnh của em á, thì em sẽ cập nhật cho anh chị mình á, là hai con bò cái xác nữa nha. Thì hai con bò này á, thì giá cũng thuộc về bò nằm khung á, để cho anh chị mình đem về nuôi để mình ủ thúc thêm hay là anh chị mình mua về nuôi sinh sản thì ok hết nha anh chị. Bây giờ thì em sẽ sang em quay cái con bò đầu tiên để anh chị mình coi ha. Thì cái con bò đầu tiên này á, thì xá tích nó thì cũng đóng nghiêm chỉnh ha. Đó, qua thì qua đen. Con này thì bốn nhú đều, rúng thì rúng bản chèn, giò cẳng thì hoàn thiện ha. Con này thì cái màu thì nó dạng như màu bánh mì ha. Nó cũng đỏ mà cái màu nhạt, nó y như màu bánh mì của mình á. Đó, con này thì xác lớn nha. Nha. Nó cũng hơi thiếu nuôi tại bò mới tách con anh chị nên là sữa nó vẫn còn ha. Con này thì em đo ngay xé lưng á, thì nó cao là 1m26 bò nha. Đó, 1m26 bò nha anh chị. Con này thì em có hỏi chủ nhà thì chủ nhà người ta tách con người ta bán rồi nha. Đó, nên là cũng chưa có gieo phối lại nha. Đó. Thì cái con đầu tiên này thì anh chị mình mua lẻ thì em trẻ cái con bò này là 14 triệu nha anh chị. Đó lẻ cái con bò này là 14 triệu nha. Đó anh chị mình coi. Con này thì cái khung xương nó to lớn với là nó bự con anh chị. Mình cái con này sau này anh chị mình về chăm cám cỏ rác đồ vô ha. Là nó nở cái thùng ra rất là bự nha anh chị. Hết biết bò ha. Với lại cái phần khung xương con bò này thì nó lớn. Để là mình thúc mình vỗ béo thì nó mau lên. Bò này thì anh chị mình đem về nuôi để sinh sản tiếp thì vẫn còn ok nha anh chị. Đó vẫn còn đẻ được nha. Đó chị mình coi. Con này là 14 triệu nha. 14 triệu. Đó bò này thì thứ nhất là anh chị mình đem về nuôi á, là mình vỗ béo mình ủ cũng được. Mà mình nuôi sinh sản tiếp thì cũng được ha. Cái nào cũng được hết nha anh chị. Bây giờ thì em xem cái con số 2. Con số 2 này mặt mạng hơi khú ha. Xá tích nó thì cũng đóng nghiêm chỉnh. Nó qua bốm đồ nghiêm chỉnh hết giò cẳng anh chị coi nè. Vú hang rúng. Đó, hai con này thì bò mới tách con nha anh chị nên là con nào con nấy thì sữa nó vẫn còn nha. Con này mặt mày thì hơi khú nè. Đó, con này thì em đo ngay xé lưng thì cao là 1m23 bò ha. Đó, 1m23 bò.
Thì con bò này thì lông da thì nó đỏ nha anh chị, nó không có lan giá, hai con thì không có lan giá nha. Thì cái con số 2 này thì em bán lẻ cho anh chị mình là 11 triệu 500 nha. Đó, 11 triệu 500 anh chị mình sẽ chốt được con bò cái khú số 2 này nha. Bò này thì anh chị mình đem về nuôi ủ vỗ béo nè, nuôi sinh sản thì vẫn còn ok hết nha anh chị. Đó, còn anh chị mình muốn chốt luôn cái cặp bò này thì em bớt cho anh chị mình 500 ha, còn 25 triệu nha anh chị. Mua cặp thì 25 ha, còn mua lẻ thì cái con da bánh mì á là 14 triệu, còn cái con bò cái khú khú vậy nè là 11 triệu 500 nha. Mua cặp 25 triệu, mua lẻ thì em cũng đã cập nhật rồi ha. Thì bò này á thì em bán thì em bao tình trạng tật lỗi nha anh chị, bao lòi lú củ xạ cho anh chị mình là 6 tháng nha. Mặc dù bò này em bán bò ủ nhưng mà anh chị nuôi sinh sản vẫn ok ha, em vẫn bảo hành đàng hoàng nha. Tại vì kênh em bán á, không có bán bò cho anh chị nuôi 1-2 ngày hay 1-3 tháng đồ trục trặc nha. Em bán thì em bảo hành nha, em không có bán bò tầm bậy tầm bạ nha anh chị. Rồi cô chú anh chị mình quan tâm thì những bò này alo cho em nha.